hôn nhân tài phiệt đáng sợ như thế nào. Hôm nay là lễ kỷ niệm 7 năm thành lập quỹ Green Bible. Khi các phóng viên bảo giám đốc Beth tạo dáng tình cảm với vợ, nào ngờ vợ của anh ta bỏ đi. Vì vậy mà các phóng viên nghi ngờ rằng hai người chỉ kết hôn giả. Cũng có vài người nói sự kiện này chỉ là màn kịch để giúp anh ta trở thành thị trưởng. Không ngờ người vợ tiết lộ bí mật gây sốc. Cô đã khám sản phụ khoa vì các triệu chứng giống lúc mang bầu, nhưng hóa ra ung thư đã lan rộng ra tử cung. Cô cũng đã phẫu thuật và không còn gặp rủi ro nào nữa. Nhưng đợt hóa trị đau đớn khiến cô rất nhạy cảm với căng thẳng và đau đớn không thể có con được nữa. Cũng vì vậy mà cô không còn cảm giác như là phụ nữ, và sự mất mát khiến cô không cười nổi khi ở bên chồng. Giám đốc Beth ngay lập tức xin lỗi vợ và ôm lấy người vợ, nhưng cô không có chút nước mắt nào. Đây là lần cuối tôi diễn hề cùng anh đấy nhé. Sau đó cả hai hôn nhau trước mặt mọi người. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cả hai khiến bà chủ tịch xém tưởng mọi chuyện là thật. Quả nhiên, giám đốc Beth lại vươn lên đứng đầu về độ nổi tiếng. Dự đoán cuộc bầu cử sẽ là cuộc đua nảy lửa giữa hai ứng viên độc đáo, nữ tướng áo mịt và người chồng thương vợ. Ngày hôm sau, giám đốc Beth đi đến khu chợ mà các tài phiệt ghét nhất và đảm bảo sẽ biến khu chợ này thành một nơi có thể nuôi sống tất cả mọi người. Những lời nói của anh ta ngay lập tức được lòng của công chúng. Nhưng điều mà mọi người không biết đó là mẹ vợ của anh ta, bà chủ tịch sớm đã nhìn chúng nơi này. Do hy nhìn loại người đạo đức giả này, cô đã liên hệ với phóng viên. Được biết các khu chợ như Sang A và Sun Chung mà công ty Lee được quyền tái thiết, ban đầu được dự tính để xây dựng 5 triệu căn nhà cho các hộ có thu nhập thấp. Tại sao nơi lẽ ra là mái nhà của công dân Seoul lại được trao cho một tập đoàn nước ngoài không có gốc rễ ở Hàn Quốc? Danh tính công ty Lee này thật sự đáng tò mò. Bà chủ tịch sau khi xem nó, bà ta không hề hoảng sợ, trong nháy mắt đã tỉnh đến phó thị trưởng, bởi vì ông đã nhận hối lộ từ bà ta rất nhiều. Bây giờ bà ta nghĩ đã đến lúc ông nên đi kiếm ăn rồi. Hãy chứng tỏ lòng trung thành bằng cách làm bia đỡ đạn bảo vệ bà ta. Bảo ông ấy nhanh chóng tổ chức một cuộc họp báo, nói với họ rằng Seoul không có quan hệ gì với công ty Lee, và ông không định rút giấy phép đã cấp, hoặc ngăn họ tái thiết theo kế hoạch dựa vào những cáo buộc vô căn cứ như vậy. Phó thị trưởng khẳng định sẽ làm theo lời bà ta. Sáng ngày hôm sau, ông ấy chăm chú đọc trước kịch bản đã được viết sẵn, nhưng người thông minh như Do Hy sớm đã đoán được thủ đoạn của chủ tịch, cô đã chặn phó thị trưởng lại. Hóa ra cuộc gặp gỡ giữa ông ta và chủ tịch ngày hôm qua đã được cô chụp lại. Anh biết phóng viên Kim Cha Long từ IBC nhỉ? Tôi nên gửi ảnh này cho cô ấy không? Do Hy yêu cầu phó thị trưởng đọc theo kịch bản cô đã soạn sẵn trong tập hồ sơ này. Nếu không cô sẽ tiết lộ mối quan hệ của công ty Lee và tập đoàn Ứng Sung, bao gồm cả việc phó thị trưởng hối lộ. Đồng thời lúc này, gia đình của chủ tịch tự tin rằng buổi họp báo sẽ diễn ra thành công. Khi đó bà ta sẽ hạ định giá đất ở khu chợ Sang A. Để bảo vệ bản thân, phó thị trưởng sẽ nghiêm ngặt điều tra công ty Lee và đợi cho đến khi thị trưởng tiếp theo nhậm chức sẽ được trao quyền duy nhất để quyết định có nên tái thiết hay không. Chủ tịch không dám tin, phó thị trưởng lại dám phản bội mình. Bà ta vô cùng tức giận, ngày hôm sau đã mở ngay cuộc họp cổ đông. Dự án của công ty Lee đang bị đình công, sẽ thiệt hại hơn 2 tỷ won mỗi ngày. Và các khoản vay từ Quỹ Hữu trí Quốc gia dưới tên công ty Lee đều chi cho việc xây dựng cửa hàng miễn thuế. Nếu như bị điều tra thuế, e rằng tình hình càng tệ hơn. Mặc dù chủ tịch rất tức giận, nhưng bây giờ bà ta chỉ có thể chút giận với chiếc ly ở trên bàn. Chuyển cảnh, Do Hy hôm nay tổ chức sinh nhật cho người bố bị bệnh. Bấy giờ người bố vẫn cần một quả thận phù hợp để cấy ghép. Nhưng điều cô không ngờ đó là, sau khi cô vừa trở về nhà thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Bà ta bảo Do Hy nên dừng tay lại, nhưng Do Hy đã kiên quyết từ chối. Kể từ ngày Do Hy rời khỏi tập đoàn Ứng Sung, cô quyết phải lấy lại công bằng cho thư ký và tuyệt đối không để Beth Chi Minh con rể bà ta lên làm thị trưởng. Cô tuyên chiến với chủ tịch, nhưng ít ai biết rằng người nham hiểm như chủ tịch có rất nhiều cách để đối phó với cô. Bà ta biết rõ điểm yếu của Do Hy. Sau khi trở về, bà ta và ông Jun bàn bạc kế hoạch. Bà ta yêu cầu ông Jun loại bỏ Do Hy ngay. Do Hy lúc này vẫn chưa biết gì. Mấy ngày qua cô vẫn đang giúp đỡ luật sư Oh. Mặc dù đối thủ Seo Min Chung không đáng sợ, nhưng mọi người luôn đề phòng đòn phản công bất ngờ của cô ta. Do Hy đã cho điều tra về cô con gái của Seo Min Chung. Quả nhiên đã tìm ra cách đối phó với Seo Min Chung. Biết rằng con gái của cô ta được vào trường học có tiếng nhờ thông qua các mối quan hệ. Hầu hết những người ủng hộ Seo Min Chung là phụ nữ. Phụ nữ thì quan tâm nhất đến gia đình và con cái. Ngay khi tin tức lan rộng ra, mọi người bắt đầu tẩy chay cô ta. Nhưng Seo Min Chung không phải là người yếu thế. Cô đã tìm đến con gái của mình, sau đó cắt tóc, rồi biến con gái thành một học sinh ngoan giỏi. Cháu đã bị bắt nạt và phân biệt chủng tộc nghiêm trọng khi còn học cấp 2 ở Mỹ, bị bạo lực học đường suốt nhiều năm. Cháu bắt đầu bất ổn về cảm xúc và trầm cảm. Mọi thứ khó khăn đến nỗi cháu muốn tự tử mỗi ngày. Đó là lúc mẹ khuyên cháu thử trị liệu bằng âm nhạc, và cháu bắt đầu thấy hy vọng. Lúc chơi vĩ cầm, cháu thoát khỏi ám ảnh khủng khiếp đã giam cầm cháu. Phải công nhận thủ thuật này quá hiệu quả. Mấy người trước đó tẩy chay, bây giờ quay lưng đồng cảm với hai mẹ con nhà này. Seo Min Chung cuối cùng cũng thoát kiếp nạn này. Bây giờ sẽ là lúc cô ta tấn công lại. Ông Jun và cô ta hẹn gặp nhau. Ông ta đưa cho cô ta những tài liệu bịa đặt việc tham nhũng của luật sư Oh. Ông ta không quan tâm điều đó có đúng sự thật hay không, ngay lập tức tung tin lên mạng và đến đồn cảnh sát trước mặt giới truyền thông để nộp bằng chứng xác thực. Do Hy đã kịp thời đến chặn cô ta lại, nhưng vẫn không ngăn được người phụ nữ điên rồ này lại. Chồng cũ của Do Hy làm việc cho Seo Min Chung.
Do Hy rất tò mò về kế hoạch của bọn họ, nhưng với tư cách khác nhau, anh không có quyền tiết lộ bí mật cho cô biết. Do Hy chỉ có thể liên hệ cho luật sư Ô dùng đến luật pháp bảo vệ chính mình. Nhưng chưa đợi bọn họ hành động, thì ông Jun đã ra tay trước. Ông ta sai thuộc hạ đưa bố của Do Hy đến một nơi vắng vẻ. Do Hy chả thể phản ứng nhanh vì phải tìm bố mất tích và không có cô ấy. Luật sư Ô sẽ bối rối và tin giả sẽ tiếp tục lan rộng, biến nghi ngờ đơn thuần thành sự thật. Do Hy sau khi biết chuyện, cô đi đến bệnh viện tìm kiếm xung quanh, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy ông. Đồng thời lúc này, Seo Min Chung đã mở một cuộc họp báo. Cô ta chiêu mộ người từng ủng hộ luật sư Ô. Người phụ nữ này từng là trưởng liên đoàn Sung và phụ trách tài chính. Cô nói với tất cả phương tiện truyền thông, số tiền mà các mạnh thường quân Hàn Quốc quyên góp các công nhân tạm thời nghèo, thất nghiệp, hầu hết được sử dụng cho mục đích cá nhân của luật sư Ô. Nhưng sự thật tất nhiên là không, nói đúng hơn thì người rút tiền là cô ấy. Seo Min Chung phát hiện ra vấn đề này vu khống luật sư U, vì hoàn cảnh gia đình cô buộc phải làm theo lời của Seo Min Chung. Việc có nhân chứng, việc tham nhũng của luật sư Ô càng nghiêm trọng hơn. Rất nhanh cô đã đi đến buổi họp báo tìm người phụ trách tài chính, nhưng cô ấy đã rời khỏi hiện trường cùng với Seo Min Chung. Luật sư Ô không ngờ lại bị người chị em thân thiết phản bội, ngay cả người nhà của cô cũng bị liên lụy, xe của chồng cô cũng bị phá. Con trai đi học không thể ngẩng cao đầu trước các bạn học. Luật sư Ô khẩn cấp gọi cho Do Hy nhờ cô ấy giúp đỡ, nhưng Do Hy bây giờ rất bận trong việc tìm bố. Người bố mất trí của cô đang đi bộ một mình trên đường cao tốc, bị xe tải chạy quá tốc độ đâm trúng. Do Hy vội vã chạy đến bệnh viện sau khi nhận được thông báo. Nhìn thấy người cha ở trước mặt, sự mạnh mẽ của cô ngay lập tức biến mất. Cô chìm trong nỗi buồn vô tận. Cô không muốn chuyện này ảnh hưởng đến luật sư Ô. Cô đã tự mình tổ chức tang lễ cho bố của mình. Ông Jun cũng đến viếng bố cô. Do Hy không quen biết ông ta, chỉ nghĩ ông ta là bạn của bố mình. Nhưng sau khi ông ta rời đi, cô nhìn thấy vòng hoa ông Jun mang đến là loài hoa yêu thích của cô. Chỉ có mỗi chủ tịch tập đoàn Ưng Sung mới biết sở thích của cô. Nhớ lại những gì chủ tịch đe dọa mình, cô chợt hiểu ra nguyên nhân cái chết của cha mình. Do Hy vội vàng đuổi theo ông Jun, nhưng ông ta sớm đã ngồi lên xe và rời đi. Cô chỉ biết quỳ xuống đất và khóc. Lúc này cô thầm thề, một ngày nào đó, cô sẽ khiến tập đoàn Ưng Sung nhận hình phạt xứng đáng. Không lâu sau, luật sư Ô và mọi người biết tin cũng đi đến chỗ Do Hy. Dù có chuyện gì xảy ra họ cũng không trách móc phàn nàn. Bây giờ không đề cập đến chuyện bầu cử nữa, đến khi tang lễ xong xuôi. Nhờ có sự động viên của mọi người, Do Hy cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi buồn. Tối đêm nay, luật sư Ô đã tìm đến người bạn tốt của mình. Cô hy vọng bạn của mình có thể đứng lên nói ra sự thật, nhưng người bạn không dám đồng ý với yêu cầu của cô ấy, vì số tiền đó là do cô biển thủ, để trả tiền học phí cho con trai. Cô ấy cũng cảm thấy có lỗi với luật sư Ô, nhưng nếu như cô ấy lên tiếng, chẳng khác nào tự tố cáo mình. Thấy bạn mình phạm lỗi, luật sư Ô cũng rơi vào tình thế rối ren. Ngày hôm sau, Do Hy quay lại và sát cánh cùng mọi người, phiếu bầu của luật sư Ô giảm xuống 20%. Nếu bọn họ không tìm ra cách làm sáng tỏ mọi chuyện, luật sư Ô sẽ rút khỏi cuộc tranh cử này. Sau khi xem xét, luật sư Ô quyết định từ bỏ, cũng xin lỗi Do Hy, nhưng Do Hy nghĩ rằng cô Kim biển thủ số tiền đó thì phải trả giá cho tội của mình. Nhưng luật sư Ô không muốn cô ấy ngồi tù, dù gì cô ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương. Do Hy bảo luật sư Ô phải tỉnh táo trở lại, những người tìm đến cô mong có tương lai tốt hơn. Lẽ nào luật sư Ô định trả đạp lên học chỉ vì cô Kim kia? Do Hy không cho phép luật sư Ô rút lui, cô lên kế hoạch tìm cách khác. Chuyển cảnh, Seo Min Chung lúc này ung dung làm tóc, được cấp dưới thông báo rằng cô Kim muốn tự sát, vì vậy cô ta định nhân cơ hội này sẽ khiến cô Kim chết. Khi đó việc luật sư Ô tham nhũng sẽ thành sự thật. Cô ta giả vờ đến bệnh viện thăm cô Kim, đi kèm theo đó có rất nhiều phóng viên. Lúc này nhóm người của luật sư Ô cũng đi đến đây, nhìn người chị tốt của mình chỉ vì muốn chuộc lỗi mà tự tử. Luật sư Ô rất đau lòng. Lúc luật sư Ô tổ chức họp báo tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử, chồng cũ của Do Hy lẻn vào hậu trường, phát hành đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh ấy và Seo Min Chung. Đó là Seo Min Chung muốn hại cô Kim chết, ai nấy đều ngạc nhiên. Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi cho luật sư Ô việc này có thật hay không. Luật sư Ô thấy cơ hội đã đến, cô nói cho mọi người biết sự thật, cô ấy sẽ không rút lui khỏi cuộc bầu cử nữa. Người nên rút lui là Seo Min Jong. Ở bên này, biết được cấp dưới phản bội mình, Seo Min Chung vô cùng tức giận, nhưng anh vẫn tử tốn giải thích lý do anh làm vậy. Cô biết mà, ngủ với chó, có ngày lây bọ chết, tôi đã không nhận ra nhưng người tôi đã đẩy bọ chết rồi. Nói xong anh quay người bỏ đi, bỏ mặc cô ta quỳ khóc ở đó. Bấy giờ luật sư Ô đã trở thành ứng viên thị trưởng phổ biến thứ hai, ngoại trừ Bae Jae-min, cô là người có số phiếu cao nhất, bọn họ đã thành công nửa chặng đường. Bây giờ đối thủ lớn nhất của bọn họ là Bae Jae-min. Luật sư Ô và Do Hy đã tìm đến người hầu của vợ anh ta. Không lâu sau, tin tức vợ của giám đốc Bae Jae-min bị cáo buộc thuê bất hợp pháp một vú em ngoại quốc. Người đó đã tiết lộ câu chuyện thú nhận mình là nô lệ của nhà họ Bae. Tin tức này đã giáng một đòn mạnh vào Bae Jae-min, nhưng vẫn có ông Jun chống lưng. Chẳng mấy chốc ông ta đã nghĩ ra một giải pháp, đó là để Bae Jae-min đứng ra xin lỗi tất cả mọi người và chấp nhận bị chỉ trích, lăng mạ. Nhưng đây là kế hoạch của đội ngũ anh ta, cử người tấn công, sau đó ghép ảnh luật sư Ô ở bên cạnh người đàn ông làm giám đốc Bae bị thương, rồi đăng bức ảnh lên mạng. Bằng cách này, mọi người sẽ nghĩ rằng tội phạm có mối quan hệ tốt với luật sư Ô. Luật sư Ô và giám đốc Bae đều đang tranh cử thị trưởng, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ việc này là do luật sư Ô ra lệnh. Ông ta bảo trợ lý lên bài,
giết người, hãm hiếp, lạm dụng ma túy, đánh đập, tất cả những tên tội phạm bạo lực ở Seoul đều ủng hộ Oh Kung-suk, nên khi Oh Kung-suk lên làm thị trưởng, Seoul sẽ trở thành một điểm nóng của tội phạm, mọi người bên này không thể ngồi yên được nữa, do Hee quyết định đi nói chuyện với tên tội phạm đó. Nhưng không ngờ ông Jun cũng có mặt tại đây, cũng vì vậy mà cô không thể trao đổi với tên tội phạm, do Hee căn bản không muốn nói chuyện với tên dã thú này, chỉ có thể quay lại và cùng mọi người tìm cách khác. Cách tốt nhất bây giờ không phải là giải thích mà là bới móc đời tư của Beth Chemi lên, chỉ bằng cách này mới làm cho dư luận chuyển hướng. Thông qua do Hee mọi người đều biết anh ta là kẻ thích phụ nữ đẹp, bây giờ chỉ cần một trong số người này làm chứng, thì những cô gái còn lại sẽ có can đảm nói ra. Do Hee cử người đi tìm những người phụ nữ khác, nhưng ngay khi nghe đến cái tên Beth Chemin, họ đã từ chối giao tiếp. Đồng thời lúc này, người vợ của Beth Chemin cảm thấy có điều rất lạ. Cô nhận thấy trợ lý và chồng mình quá thân thiết, cô ấy ngay lập tức yêu cầu người của mình điều tra. Kết quả phát hiện cô ta có thai trên 6 tuần. Bên này, mọi người vẫn đang tiếp tục tìm cách. Những người phụ nữ trước đó có lẽ đã bị Beth Chemin cảnh báo. Đó là lý do tại sao không có ai phản bội anh ta. Do Hee chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đã quay trở lại tập đoàn Ưng Sung và hỏi camera giám sát ngày thư ký nhảy lầu đang ở đâu. Không ngờ người này cho biết camera ngày hôm đó sớm đã bị xóa hết, do Hee cứ nghĩ rằng thư ký tự tử, trường hợp ngày đó camera bị xóa đi, cô bắt đầu nghi ngờ, thư ký bị tên giám đốc Beth kia đẩy xuống. Người đàn ông nói với do Hee có thể kiểm tra camera giám sát ở bên ngoài tòa nhà, do Hee vội vàng yêu cầu mọi người thu nhập các video gần tòa nhà. Sau đó do Hee đi đến nhà trợ lý, căn nhà này trước đây do Hee từng sống khi còn làm ở tập đoàn Ưng Sung, do Hee rất thắc mắc tại sao cô trợ lý này lại được giám đốc Beth ưu ái, đến thế, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp sao. Beth Chemin đâu có ngốc đến thế, vậy tại sao cô lại lấy hết mọi thứ từ điện thoại đến thẻ nhân viên của thư ký? Do Hee nghi ngờ cô ta có nắm giữ bí mật gì đó của Beth Chemin, chỉ có như thế cô ta mới leo lên được vị trí cao như này. Nhưng cô ta từ chối thừa nhận điều đó, do Hee cũng không còn cách nào, chỉ có thể quay người rời đi, nhưng ánh mắt cô vô tình nhìn thấy một chiếc hộp. Đây là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho bà bầu. Do Hee đoán rằng cô ta đã mang thai của Beth Chemin. Không lâu sau, lại có chuyện ập đến với luật sư Ô. Nhìn thấy khuôn mặt của con trai, luật sư Ô tức giận đến mức sắp mất bình tĩnh. Nhưng khi cô quay lại thấy một cậu học sinh còn bị đánh thậm tệ hơn. Hóa ra con trai của luật sư Ô đã đánh bạn học, chuyện này quá lớn rồi. Bên kia sẽ chắc chắn làm to chuyện và nói con trai họ bị bắt nạt. Nếu cha mẹ của nạn nhân từ chối giải quyết, thì cậu ta sẽ bị gửi đến một trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Sao con lại làm thế hả? Sao? Mẹ sợ à? Mẹ sợ thua cuộc bầu cử vì con sao? Sự khó hiểu của con trai còn khiến luật sư Ô càng thêm đau đầu. Cô đang bận bịu tranh bầu cử, ai ngờ con trai đột nhiên gây ra chuyện này, luật sư Ô không thể không dạy cho cậu ta một bài học. Bất ngờ hơn là người đứng sau tất cả chiêu trò này là ông Jun, ông ta đã tận dụng cơ hội này, tiếp tục cho lên bài. Kẻ bắt nạt học đường, con trai của ứng cử viên Oh Kung-suk, hành hung bạn học trong video được lan truyền nhanh chóng. Nạn nhân bị thương nặng và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, được cho là bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng và cần điều trị tâm lý. Rất nhanh luật sư Ô và con trai đã leo lên top tìm kiếm, nhìn các thông tin khác nhau trên mạng, do Hee cảm thấy có gì đó không ổn. Video đánh đập không chụp rõ mặt những học sinh khác, nhưng lại chụp rõ mặt con trai luật sư Ô, và mọi chuyện dường như có ai đó đã sắp đặt từ trước. Không chỉ do Hee thấy lạ, ngay cả chồng của cô ấy cũng cảm thấy có vấn đề. Chồng cũ bây giờ đã tham gia vào nhóm của luật sư Ô, nhưng ngay cả khi anh kết hợp cùng với do Hee, cũng không dập tắt được sự tức giận của người dân. Hiện tại dư luận đang đổ xô đến phía cảnh sát, ông Jun nhân cơ hội này, ép buộc tổng thanh tra cảnh sát bàn giao vụ việc cho bên công tố xử lý. Mặc dù ông sắp về hưu, nhưng vẫn không thể không nghe theo lời ép buộc của ông Jun. Ngay sau đó, con trai của luật sư Ô được gửi đến viện kiểm sát, do Hee lo lắng đến tìm tổng trưởng công tố. Không ngờ cô trợ lý kia sớm đã đến đây, cô ta nói với do Hee muốn cứu được con trai của luật sư Ô, thì luật sư Ô phải rút lui khỏi cuộc bầu cử. Nếu không con trai của luật sư Ô sẽ bị nhốt ở trại cho vị thành niên đến khi 18 tuổi, và khi đủ trưởng thành cậu ta sẽ ngồi tù hết bản án còn lại. Cái giá này quá cao rồi. Sự hung hăng của trợ lý khiến do Hee vô cùng tức giận, cô ngay lập tức nói bóng nói gió về việc cô ta mang thai. Một khi chuyện này bị bại lộ, cô ta sẽ không do chính tay Beth Chemin xử lý. Do Hee sau khi quay về nơi làm việc, cô bảo cấp dưới của mình làm dùng beng mối quan hệ giữa trợ lý và Beth Chemin, tung ra bức ảnh chụp của hai người đó ở hầm đậu xe trong chung cư của trợ lý. Do Hee muốn đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng trước, chỉ sau đó mới có thời gian tìm ra các mánh khóe khác. Sau đó, Do Hee đã đi tìm nạn nhân, cô ấy lấy ra bằng chứng trong điện thoại của mình, buộc nạn nhân phải hòa giải với con trai của luật sư Ô. Lý do con trai của luật sư Ô đánh cậu ta là bởi vì bên kia cho tiền trong trò chơi. Nếu như cậu ta bình luận ác ý trên trang cá nhân mạng xã hội của con trai luật sư Ô, và bên kia hứa sẽ trả gấp 5 lần nếu cậu ta đăng bức ảnh đó lên mạng. Do Hee biết rõ đó là người của Beth Chemin, loại người đó vì để giành được chiến thắng, không ngán bất kỳ thủ đoạn nào. Đã đến lúc Do Hee và luật sư Ô phản công lại, Do Hee đã tìm đến sở giám đốc giáo dục. Do Hee biết rằng ông ta và Beth Chemin thông đồng với nhau, dù có bằng chứng nhưng vẫn không thuyết phục được ông ta. Do Hee dùng đến chiêu cuối cùng, những loại người như ông ta rất thích tiền.
miễn là có tiền thì ông ta sẽ theo, 20 tỷ đấy, chính xác là gấp 10 lần số tiền ông nhận được từ chiến dịch của Benjamin. Nếu ông nghỉ hưu, tôi sẽ chuyển nó vào tài khoản Camilla, chả phải Camilla sẽ tốt cho người tuổi già của ông hơn, chính trường bẩn thỉu này ư. Số tiền này là do Hy đã lấy nó từ chỗ của đại tiểu thư, cô ấy và nhị tiểu thư không đội trời chung, nhị tiểu thư được sinh ra bởi cha cô và một người phụ nữ bên ngoài. Đại tiểu thư sợ mất lòng mẹ mình, nhưng luôn biết cô không bằng nhị tiểu thư, cô không muốn nhìn thấy Benjamin thành công, cô quyết định hợp tác với Do Hy. Cô đã đưa 20 tỷ đó cho Do Hy và giúp luật sư Ô tranh cử tổng thống. Rất nhanh Do Hy đã thành công khiến giám đốc sở giáo dục cắn lại Benjamin. Ông ta ở trước mặt tất cả các phóng viên cho biết, những bức ảnh khủng khiếp này đã được đăng lên trang cá nhân của con trai ứng cử viên luật sư Ô. Người bạn cùng lớp đã tuyên bố bị con trai luật sư Ô đánh đập vô cớ, đã đăng bức ảnh này vì muốn khiêu khích cậu ấy đáp trả bằng bạo lực. Nhưng đó không phải là cậu ta tự nguyện đăng ảnh đó lên, mà đã có người mua chuộc đám học sinh bằng tiền trong trò chơi điện tử ép lũ trẻ bình luận ác ý và đăng những bức ảnh khiêu gợi nhằm hạ gục mẹ cậu ấy. Đồng thời ông ta cũng tuyên bố sẽ góp sức mạnh của mình cho ứng cử viên luật sư Ô. Giám đốc Benjamin bên này đứng ngồi không yên, còn luật sư U ngay lập tức nhận được sự đồng cảm của mọi người, Do Hy cho tiến hành kế hoạch tiếp theo. Tin tức Benjamin ngoại tình với thư ký ngay lập tức được lan rộng khắp cả nước, cả hai bị đẩy vào cơn sóng của dư luận. Gần đây luật sư Ô đã thay thế Benjamin, trở thành ứng cử viên có số bầu cao nhất. Benjamin sau khi biết chuyện, anh ta ngay lập tức muốn giết chết trợ lý để che giấu chuyện này, nhưng bị ông Jun cản lại, bởi vì bây giờ là tâm điểm của công chúng. Nếu như có chuyện gì xảy ra với cô ta, chẳng khác nào đổ tội lên đầu anh ta. Vì vậy trước hết anh ta đã giả vờ xoa dịu cô trợ lý này trước, bảo cô ta đọc đúng như kịch bản trước mặt các truyền thông. Rất nhanh buổi họp báo đã diễn ra, trợ lý thề chưa từng có cảm xúc cá nhân với ứng cử viên Bết, mà chỉ là quan hệ giữa ứng cử viên và trợ lý. Ngoài ra còn tìm một người bạn trai giả để chuyển hướng dư luận. Do Hy đã đăng ảnh lên các trang mạng, bằng chứng hai người này bí mật gặp nhau. Benjamin và trợ lý đã mất cảnh giác, bất kể bây giờ họ có làm gì đi nữa, cũng không có lời nào có thể thuyết phục được mọi người nữa. Trợ lý thì đang mang thai, với kiểu kích thích như này, cô ngay lập tức ngất xỉu trên sân khấu. Đợi sau khi cô ta tỉnh lại ở trong bệnh viện, Benjamin sớm đã ở bên cạnh cô ta. Anh ta không trách cô ta mà còn sưởi ấm trái tim cô ta. Trợ lý nghĩ rằng, bản thân khác với những người phụ nữ khác, cô tự tin mình chính là định mệnh của anh ta, nhưng cô không biết rằng, sau khi anh ta rời đi, đã bảo ông Kun giết cô, chỉ cần cô ta chết, sẽ không ai biết đứa trẻ mà cô ta đang mang là con của ai, và nhân cơ hội đó tấn công lại phía luật sư Ô, nói đó là do Hy và luật sư Ô buộc trợ lý tung tin đồn, không còn cách nào khác ngoài tự sát. Sau khi tìm ra được giải pháp, anh ta nhanh chóng lấy lại lòng dân, anh ta đề nghị sẽ chia sẻ với công dân Seoul cổ phần của tòa nhà chọc trời cao nhất châu Á, cửa hàng miễn thuế Ưn Sung, anh ta sẽ quyên góp 50% cổ phần của cửa hàng miễn thuế Ưn Sung cho thành phố Seoul. Những lời nói này đã khiến những người trở mặt quay lại ủng hộ anh ta. Có điều, cứ như này anh ta lại đánh mất lòng tin của mẹ vợ. Chưa hỏi mẹ mà sao con tự tiện bán Heaven sao? Nếu định dùng cửa hàng thuế, con phải xin phép mẹ đã chứ? Con có biết có bao nhiêu người liên đới cửa hàng miễn thuế chứ? Từ nhà xanh, công tố, cho đến cả quốc hội, lợi ích hàng chục người đang bị đe dọa, và con muốn gì? Phân phát cổ phần ư? Chủ tịch ra lệnh cho con dễ mau rút lại lời đề nghị. Nghe anh ta nói sẽ không rút lại, chủ tịch tức giận định cho anh ta cái tát, ai ngờ anh ta cản lại. Anh ta trực tiếp đe dọa chủ tịch, anh ta phải trở thành thị trưởng, thì cái nhà này và tập đoàn quý giá của gia đình họ Ưn mới tồn tại được. Anh ta cảnh báo ba mẹ con lo mà giúp anh ta. Chủ tịch lần đầu tiên nhìn rõ bộ mặt của người đàn ông này, bà ta không ngờ con chó mình nuôi dưỡng bao năm qua, bây giờ trở mặt quay lại cắn mình. Sau đó Benjamin yêu cầu vợ đối phó với trợ lý, nhưng khi người vợ đi đến bệnh viện, cô ấy đã nói với trợ lý Benjamin muốn trừ khử cô ta cùng với đứa con ở trong bụng. Người vợ dù gì cũng là con ngoài dã thú, cô cũng có chút thiện cảm với trợ lý. Cô yêu cầu trợ lý làm theo sự sắp xếp của cô, chỉ như thế mới cứu cô ta. Còn đối với đứa trẻ trong bụng, người vợ sẽ nhặt nó về nuôi nấng nó như con đẻ của mình. Vì để trợ lý nhìn thấy sự chân thành của mình, cô thậm chí còn ghi âm lại những gì cô đã nói khi nãy. Trợ lý tin lời cô ta và ngay lập tức cùng cô ta rời khỏi bệnh viện. Trợ lý cứ nghĩ bản thân sắp sẽ được đến một nơi an toàn, nhưng cô ta quên rằng vợ của Benjamin đang ở ngay trước mặt mình. Làm sao cô ấy không giúp Benjamin chứ? Giờ mọi thứ với cô hoàn toàn chấm dứt rồi. Do Hy lúc này phát hiện thấy có gì đó không đúng. Do Hy xem qua camera giám sát, phát hiện ngày thư ký nhảy từ trên tòa nhà xuống dưới. Một lúc sau thì Benjamin che rời khỏi tòa nhà đó. Mọi người đang nhìn thư ký, còn anh ta thì lẳng lặng bỏ đi. Do Hy không dám tin loại người như anh ta thật ác độc. Bấy giờ Do Hy sợ rằng trợ lý sẽ có kết cục như thư ký. Thế là cô gọi điện cho cấp dưới theo dõi xe mà trợ lý đang đi, tuyệt đối không để mất dấu xe. Đồng thời lúc này, trong lúc Benjamin tranh luận với luật sư Ô trên sóng trực tiếp, anh ta muốn đổ cái chết của trợ lý lên đầu luật sư Ô. Bấy giờ trợ lý đã ngất xỉu ở trên xe, thuộc hạ của anh ta thậm chí còn bỏ than trong xe, chuẩn bị tiễn cô ta đi. Do Hy cuối cùng cũng tìm thấy trợ lý, tiếc là cửa xe đã bị khóa. Khi cô ấy muốn đập vỡ cửa kính, thì cô bị một người đàn ông tấn công. May mắn thay cấp dưới của Do Hy vừa lúc đi đến, anh đã đấu đá với tên đó, rồi bảo Do Hy mau đưa trợ lý đi.
còn anh thì bị đâm một nhát. Ở bên này, viên đạn bạc trong tay nhóm của luật sư Ô đã bị ai đó tiết lộ ra ngoài. Benjamin đã lấy ra danh sách hối lộ cấp phép cửa hàng miễn thuế Ưng Sung, cho biết đang điều tra kẻ làm ra danh sách vô căn cứ này. Đồng thời lúc này, thư tuyệt mệnh giả mạo của thư ký đã được đăng lên mạng, chứng minh sự vô tội của Benjamin, còn vu khống bị luật sư Ô và Johi đe dọa. Sáng ngày hôm sau, người dân tìm thấy một chiếc xe bên hồ, cũng tìm thấy cấp dưới của Johi, may mắn là anh vẫn còn sống. Đồng thời lúc này tại văn phòng làm việc của luật sư Ô, mọi người đang yêu cầu cô rút khỏi cuộc bầu cử. Nhưng may là bên phía luật sư Ô vẫn có người ủng hộ đứng ra chống lại. Ở bên này, sau khi trợ lý tỉnh dậy thấy người cứu mạng mình là Johi, cô ta mới nhận ra bản thân chỉ là một quân cờ trong ván chơi của đám người kia. Ngay sau đó cô ấy đã tham dự buổi phát sóng trực tiếp của luật sư Ô và nói ra sự thật trước mặt các công chúng. Benjamin thực sự đã làm cho cô ta mang thai. Hơn nữa anh ta muốn giết và đổ tội cho luật sư Ô. Sau khi buổi họp báo này kết thúc, sự nghiệp chính trị của Benjamin hoàn toàn kết thúc từ đây. Đồng thời lúc này Johi cũng tìm thấy điện thoại di động của thư ký bị trợ lý giấu đi. Cô dùng điện thoại của thư ký gọi điện cho Benjamin. Johi muốn anh ta quỳ gối trước cho cốt của thư ký, nhưng đáng tiếc là cho đến chết anh ta cũng không hối cải. Anh ta cho biết bản thân vẫn còn có cơ hội chuộc lỗi. Có điều anh ta sẽ không ngờ, thư ký khi đó sớm đã ghi âm lại cuộc trò chuyện. Đừng động vào tôi, có phải làm đến cùng hả? Bỏ ra. Làm đến cùng thì thiệt cô thôi, bỏ ra, bỏ tôi ra. Tôi sẽ bù đắp hết cho cô, tôi sẽ bù đắp, bỏ ra, bỏ ra. Đừng đụng vào tôi, tâm anh ta đã ác, thì chuyện gì mà chẳng dám làm. Johi sao chép gửi đoạn ghi âm đó cho luật sư Ô, và sau đó, luật sư Ô đã mở nó lên cho tất cả công chúng cùng nghe. Tại thời điểm này, Benjamin bây giờ sẽ dành phần còn lại của đời mình ở trong tù. Anh ta tức giận đến mức muốn giết chết Johi, nhưng Johi cũng biết một bí mật của anh ta. Bố của anh là một chính trị gia thành công trên đà thành tổng thống kế tiếp, nhưng đã tự sát vì ông run gài tội tham nhũng, và bà chủ tịch chính là người thuê ông ta huấn luyện anh. Biết hết mọi chuyện xảy ra, Benjamin không thể chấp nhận được sự thật này. Ngay sau khi trở về nhà, anh ta bắt đầu uống rượu. Anh không hề biết bà chủ tịch sớm đã để mắt đến anh, lo lắng Benjamin sẽ làm ảnh hưởng đến tập đoàn Ưng Sung, vì vậy mà bà ta đã sai người siết cổ giết chết anh ta. Tin tức Benjamin tự sát ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi. Luật sư Ô cũng thành công lên làm thị trưởng. Johi vô cùng phấn khích, ai nói phụ nữ không thể là chính trị gia, thực tế thì phụ nữ khởi nghiệp cũng không thua kém gì đàn ông. Ngày luật sư Ô nhậm chức, cô không quên cảm ơn Johi, người đã luôn giúp đỡ cô, nhưng cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng tại thời điểm này, phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi dành cho Johi, tổng giám đốc Hoang Johi, cô đúng là chưa từng nhận quỹ chiến dịch bất hợp pháp từ tập đoàn Ưng Sung không? Tôi đã nhận. Cả mọi người đều bị sốc, nhưng ít ai biết rằng, Johi đã cố tình yêu cầu phóng viên đề cập đến chuyện này, bởi vì số tiền 20 tỷ mà cô nhận trước đó được chuyển từ tài khoản ở nước ngoài của chủ tịch, Johi quyết phải trả thù bà chủ tịch kia, miễn là cô bị bắt, tài khoản của bà ta cũng sẽ bị kiểm tra. Và ngoài nhị tiểu thư, đại tiểu thư sẽ là người đứng đầu tập đoàn Ưng Sung, chủ tịch Sung buộc phải từ chức. Đại tiểu thư đã giao 90% cổ phần cửa hàng miễn thuế cho doanh nghiệp tư của chính quyền thành phố, cũng như vì sự đổi mới và cải tiến của tập đoàn Ưng Sung, cô quyết định trao mọi quyền cho các quản lý chuyên nghiệp. Johi cũng đã đi tù. Có một vị khách đặc biệt đã tìm đến Johi, ông ta nghe nói cô là người đã biến Tae Jak Oh thành thị trưởng Seoul. Xem ra tôi phải nhờ cô giúp tôi rồi,